Đỉnh núi tuyết rực rỡ màu vàng đỏ như thế này mỗi ngày chỉ kéo dài khoảng 5 phút lúc mặt trời đang mọc đỏ rực như một cục than hồng. Lúc này ánh nắng lan rất nhanh từ đỉnh xuống sườn các ngọn núi, đỉnh vàng đỏ tất nhiên cũng trắng dần. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của các đoàn leo núi Everest. Họ cần có 8 ngày đi bộ và nghỉ ngơi để vượt qua 4 năm trạm kiểu này trước khi leo lên đỉnh Everest cao 8.848 m. Thung lũng Lục La cao 2.800 m, dãy phố trên núi cao khoảng 3.000 m. Nhiệt độ lúc sáng sớm là 5 độ âm, buổi trưa lên tới 25 độ. Chênh lệch nhiệt độ lớn là do không khí khô và loãng. Lúc này là trung tuần tháng 12 dương lịch. 85% lãnh thổ Nepal là núi, trong đó 34% cao từ 3.000 m trở lên. Mùa đông rất lạnh, mà nạn nhân đầu tiên chính là các loài cây rụng lá. Chúng trơ trọi, khẳng khiu và hết sức kiên cường. Lá rụng hết nhưng nụ bông đã sẵn sàng thay thế trước khi bị mưa tuyết vùi dập hoàn toàn. Một giải phướn báo hiệu sự hiện diện của Phật giáo tạm truyền. Một cảnh tượng đặc thù rất phổ biến ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. Không thể làm đường cho xe chạy vì địa hình lồi lõm, dốc ngược, chênh vênh nên trâu bò là phương tiện đắc dụng nhất. Hình ảnh sơn cước này phảng phất trong các tiểu thuyết giang hồ, thường rất dễ hút hồn những kẻ phiêu lưu lãng tử. Học sinh ở Ấn Độ và Nepal phần lớn đều mặc đồng phục rất ấn tượng. Nhìn bầy chim non tung tăng dưới các chân dốc đỉnh đèo, ta có ngay một cảm giác êm đềm. Đây sẽ là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất đối với chúng tôi giữa điệp trùng Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ. Có được những ngôi trường ở chốn thâm sơn cùng cốc này thật đáng trân trọng. Khi ta biết rằng chỉ có 52% nam giới và 18% nữ giới ở Nepal biết đọc biết viết. Ở nông thôn, nhất là miền núi, rất ít trường học, thiếu giáo viên. Học sinh có khi phải đi bộ cả 2 giờ mới tới được trường. Và chỉ lúc nào trời thật sáng hoặc trời mưa mới ngồi trong lớp. Còn lại là phải học ở ngoài sân cho đủ ánh sáng vì thiếu điện. Nhiều khuôn mặt nữ sinh ở đây giống với người Đông Á như Việt Nam, Trung Quốc hơn là giống với người Nam Á như Ấn Độ, Pakistan chẳng hạn. Các cháu thuộc các dân tộc thiểu số miền núi như Rai, Limbu, Namang, Gurung, Maga, Sherpa, v.v. quen sống ở độ cao 3, 4, 5.000 mét. Đặc biệt người Sherpa rất giỏi leo núi. Họ thường làm nghề dẫn đường cho các toán vận động viên leo lên Everest. Học ở ngoài trời vừa đủ ánh sáng vừa ấm, song rất đáng ngại đối với tia từ ngoại vì không khí vùng cao rất loãng, dễ làm cho da mặt đen sạm. Lúc còn ở Ấn Độ, nhiều người cứ tưởng chúng tôi là dân Nepal. Khi tới đây mới hiểu, thì ra nhiều người Nepal rất giống Việt Nam, đặc biệt phụ nữ thường có khuôn mặt chất phác và đôn hậu. Màu da thường sáng hơn, hốc mắt cũng ít sâu hơn so với phần lớn phụ nữ Ấn Độ. Vật liệu xây dựng trường học và nhà cửa phải chuyên chở bằng máy bay nên ngôi trường này quả là một kỳ công. Nepal là một trong những nước nghèo nhất thế giới. Nông nghiệp chiếm tới 40% tổng sản phẩm quốc nội, nhưng cũng không đủ cung cấp nhu cầu cho toàn xã hội. Bản đồ canh tác được phân bố theo độ cao địa hình. Lúa nước được trồng từ 2.000 mét trở xuống. Bắp, lúa mì và kê từ 2.700 mét trở xuống. Còn lúa mạch, kiều mạch và khoai tây thì từ 4.300 mét trở xuống. Riêng cây bắp cải xem ra rất khỏe chống chọi với cái rét 5-6 độ âm mà chúng tôi vừa trải qua trong đêm. Nông nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nước, đặc biệt là cây lúa nước.
mà vùng núi thì rất hiếm nước. Nên ở Hy Mã Lạp Sơn, người ta chủ yếu trồng bắp, kê, khoai tây, lúa mì, đậu và các loại rau. Đặc biệt khoai tây được chú trọng vì nó vừa là lương thực lại vừa là thực phẩm rất thông dụng đối với người nghèo. Đây là một loại củ cải trắng. Bên Việt Nam thì chúng ta có củ cải đỏ để ăn hoặc là có thể làm đường. Và ở đây thì người dân Nepal và cũng như người dân Ấn Độ họ rất thích ăn củ cải trắng sống. Họ chỉ cạo vỏ và họ cắt ra từng miếng và họ ăn. Nó có một cái mùi vị hăng hăng như là củ cải trắng của mình. Thu nhập bình quân tính theo đầu người ở Nepal chỉ trên 200 đô la Mỹ, mà khoảng cách giàu nghèo lại quá lớn, nên có tới 40% dân số phải sống dưới mức nghèo khổ. Trong đó 10% nghèo nhất chỉ nhận được khoảng 3% thu nhập quốc gia, thật đáng ái ngại. Một cây đèn treo cửa ở nhà dân. Đèn nến và ngọn lửa luôn được kính cẩn như một tập tục tín ngưỡng. Do nền văn hóa rất đa dạng bởi có nhiều nhóm sắc tộc và địa phương khác nhau, nên các tập tục cũng hết sức phong phú. Ví dụ, không bao giờ được thổi tắt đèn nến mà phải dùng tay quạt, hoặc trước khi thắp đèn, bật điện, phải vái lạy, rồi trước khi nấu nướng, phải rải ít gạo vào bếp lửa để cúng thần, vân vân. Phật giáo vùng núi Nepal thuộc phái Đại Thừa, đa phần là mật tông như ở Tây Tạng. Họ không chỉ tu để tự giải thoát như Tiểu Thừa, mà khi thành quả rồi thì sẽ quay lại trần thế để giúp người khác cùng thoát khỏi kiếp luân hồi. Đây là một tòa tháp xá lợi, tượng trưng cho vũ trụ quan của Phật giáo, và một gò mani đôi ghi những câu chân ngôn của Phật giáo tặng truyền. Một ngày ở Lúc La êm đềm trôi qua như vậy, lãng đãng, mênh mông, hư ảo, mơ huyền.